Sau cái dự án này, chúng em quyết định thành lập một câu lạc bộ tự luyện tập với nhau. Chúng em còn dự định sẽ mở rộng ra đối với các bạn sinh viên, các học viên ở các trường trung học hay các trường đại học khác. Chúng em không có cái mơ ước cao siêu, đó là để cho tất cả mọi người đều có thể biết hát chèo và hát chèo như những nghệ sĩ chuyên nghiệp. Thế nhưng ít nhất thì những cái bạn trẻ như chúng em biết được rằng chèo là một loại hình nghệ thuật đặc sắc của người dân Việt Nam và cái làn điệu trong chèo nó là như thế nào. Đi hội làng đi anh chị em ơi! Phải xưng danh không nhỉ? Không xưng danh thì ai biết lời? Ấy bước vào tôi ô rằng về chẳng giống gì chèo là tôi. Nhìn văn hóa dân tộc bao giá trị, tiếc rằng thanh niên còn thiếu phương thức được tiếp cận cả tiềm năng du lịch văn hóa được ngóng chờ. Bởi thế mà chúng tôi kiến tạo. Này chèo ơi, nhà 48 giờ có mấy chị em? Nhà chèo ấy à? Nhà chèo đông chị em lắm. Mấy năm nào chỉ có một nhóm nhỏ, vậy mà học viên các lớp chèo Sầm Chầu Văn cứ lớn mạnh từng ngày. Gala các năm liên tiếp diễn ra, báo đài chú ý, khán giả rất đông. Sắp tới à, chèo 48 còn mở rộng tổ chức hạt nhân ở các tỉnh thành khác. Gia đình càng đông càng vui. Sao mà nhà chèo 48 giờ đông chị em thế? Ừ thì chương trình giáo dục trẻ trung, sự kiện cộng đồng tương tác chuyên sâu, khóa học đã có từ lâu, không ngừng sáng tạo nên màu rất riêng. Mình đồng hành cùng dự án chèo 48 giờ từ những ngày mà đầu tiên mà dự án thành lập. Và thực sự là trong 6 năm vừa qua thì dự án đã thay ra đổi thịt rất là nhiều. Cái ý tưởng ban đầu nó chỉ là một cái sân chơi dành cho những người trẻ muốn tìm hiểu về văn hóa nghệ thuật truyền thống. Nhưng đến hiện tại thì mình thấy là dự án đã lên một cái nước mới mà nó có một cái sứ mệnh riêng cho nó, và cái người mà đã giữ được cho cái dự án, cái lửa của cái dự án mà nó có thể phát triển đến tận bây giờ đó chính là chị Thảo. Chị Thảo theo học piano và âm nhạc phương Tây từ khi còn rất nhỏ. Trước khi tham gia vào dự án chèo 48 giờ thì giống như là Thảo rất ít tiếp xúc với cả nghệ thuật truyền thống. Trong một lần cách đây khoảng tầm hơn 6 năm, khi mà trong một cái tiết học thì cô giáo có xem một cái video clip liên quan đến hát sẩm. Mặc dù không quá ấn tượng nhưng chị cảm thấy rất tò mò, không biết những bộ môn nghệ thuật như hát sẩm, hát chèo, chầu văn, cải lương hiện tại đang như thế nào. Lúc đó thì mình nghĩ là hay là mình tìm tới những cái dự án để mình có thể tìm hiểu sâu hơn về những bộ môn nghệ thuật này. Tuy nhiên lại không có hoạt động hay cái dự án nào cho phép những cái người không chuyên như thì chị có thể tìm hiểu và trải nghiệm sâu về nghệ thuật truyền thống. Lúc đó thì mình nghĩ là hay là tạo ra một cái dự án cho riêng mình để có thể tìm hiểu và trải nghiệm về những bộ môn nghệ thuật này. Có câu nói là khi mà bạn đang mong muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ chung tay cùng với bạn. Và quả thật là mình đã tìm được những người bạn có cùng chung những cái mong muốn, những cái trăn trở giống như là mình. Và chúng mình đã ngay lập tức cùng nhau bắt tay vào thực hiện dự án chèo 48 giờ, là nơi tạo ra các hoạt động trải nghiệm về nghệ thuật truyền thống, trước tiên là nghệ thuật chèo. Và nó thật sự là gần gũi với mong muốn của những người trẻ như mình hình đó. Chèo 48 giờ thì không phải là nơi mà bạn có thể học tập để sau đó đi làm nghề, đi biểu diễn hay là tương tự như vậy, mà đó là nơi mà chúng mình cùng nhau có sự trải nghiệm để mà có thêm những cái niềm cảm hứng về nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Nếu như được hỏi màu sắc của Việt Nam là màu gì thì mình chỉ có thể nói đó là những cái màu sắc riêng biệt, không thể trộn lẫn. Bạn không thể nào mà tìm kiếm chèo, sẩm, chầu văn, ca trù hay là đờn ca tài tử ở bất kỳ một đâu cả. Và mình mong rằng những người Việt Nam hiện đại sẽ hiểu được những cái giá trị trong các cái thể loại nghệ thuật đó để mà trân trọng và tự hào về nó. Gần đây khi mà mình xem một chương trình, đó là đoạn trường Vinh Hoa, là một cái dự án mà các bạn ấy làm về phim về nghệ thuật cải lương, thì khi chiếu đến những cái hình ảnh về cuộc sống của những cái nhân vật đó, những cái người nghệ sĩ mà đang nắm giữ những gọi là những cái giá trị nghệ thuật truyền thống, thì mình bỗng nhiên có một cái sự xúc động trào dâng, và mình có một cái suy nghĩ đấy là
liệu mai này những cái giá trị này, những cái thể loại nghệ thuật truyền thống này nó sẽ đi về đâu, liệu nó còn tồn tại đến bao giờ nếu như không có những cái hoạt động gìn giữ và phát triển nó. Thì đối với những cái hoạt động mà Chiều 48 giờ đang làm cũng như vậy, chúng mình đang tìm mọi cách để mà đưa nghệ thuật truyền thống gần hơn đến với cuộc sống hiện đại. Thế nhưng mà chúng mình sẽ tiếp tục được những cái hành động này hay là có bao nhiêu những người trẻ, bao nhiêu những mọi dự án, những cái tổ chức sẽ cùng với chúng mình trong cái việc thực hiện sứ mệnh này để có thể đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với những người trẻ. Thì đó là một trong những cái gọi là những cái mong muốn, cái mà khao khát của mình, làm thế nào để những cái giá trị trong nghệ thuật truyền thống nó mãi mãi trường tồn và nó không bị mất đi, để cho những cái lớp người sau, những cái thế hệ sau vẫn có thể thụ hưởng được những cái giá trị tinh túy mà cha ông ta từ ngàn đời nay để lại. Chắc hẳn là bạn cũng đã biết đến những đất nước như là Nhật Bản, Hàn Quốc, đó là những cái đất nước mà đẩy rất là mạnh về mảng công nghiệp văn hóa, để mà những cái giá trị, những cái hình ảnh của văn hóa truyền thống của những đất nước ấy không chỉ được những cái người tại đất nước đó trân trọng, mà những người mà ở những cái đất nước khác, ví dụ như đất nước của chúng ta, cũng rất là yêu thích và có thể nói là rất là ưa chuộng. Thế thì trong tương lai, Trẻ 48 giờ chúng mình cũng mong muốn là đi tiên phong trong cái việc là đưa những cái hình ảnh của văn hóa, nghệ thuật truyền thống Việt Nam đến gần hơn với cuộc sống đương đại, để làm sao những cái giá trị đó nó sẽ trở nên gần gũi với cuộc sống của chúng ta hơn. Chị mà còn cho cả rất là nhiều người trong một cái tình yêu về âm nhạc truyền thống, nhưng mà được tiếp cận theo một cái cách mà nó cũng rất là mới mẻ và tự nhiên. Các bạn ở một cái thể loại học là học âm nhạc, nhưng các bạn lại đam mê về trò chèo. Đấy là một điều rất đáng quý, và những cái năm tháng vừa qua thì chứng tỏ rằng cái niềm đam mê các bạn là đúng và nó được nhân rộng rất nhiều. Và để tất cả những cơ quan truyền thông đại chúng, cho đến những bạn yêu chèo, thì bạn yêu nghệ thuật truyền thống, họ đánh giá nó rất cao. Với tôi thì là một người được trao đổi với bạn từ những ngày đầu thì đến nay các bạn đã lớn và trưởng thành đến rất nhiều, và tôi muốn các bạn nhân rộng ra nữa. Như thế, đấy là những cái vốn quý. Chị Thảo xác định rất là rõ cái vai trò của chị ấy cũng như là vai trò của dự án. Hiện tại là đang có cái khoảng cách giữa cái nhóm đối tượng là công chúng hiện đại và cái bộ những cái bộ môn nghệ thuật cổ truyền. Thì vai trò của chị 48 giờ cũng như chị Thảo, đó chính là kết nối. Trong cái xã hội hiện đại thì mình thấy là cái vai trò này cực kỳ quan trọng, bởi vì là cái công chúng hiện đại của chúng ta cũng sẽ không chủ động tìm về nghệ thuật truyền thống, và người nghệ sĩ cũng gặp khó khăn trong cái việc là tìm ra hay là việc mà kiểu mài giũa cái phương thức tiếp cận với cả cái công chúng hiện đại. Và cái điều đặc biệt trong cái cách làm của chị Thảo và cái cách tiếp cận với cả nghệ thuật truyền thống của chị Thảo, theo mình đó chính là cái sự cởi mở khi mà làm nghệ thuật truyền thống. Chị ấy không quá bó buộc xem là mọi người sẽ phải yêu thích nó ngay từ lần đầu tiên, hay là cái đối tượng tham gia dự án nó phải như này và như này kia. Tất cả mọi người đều có thể được chào đón với Trèo 48 giờ và đến với một tâm thế để học hỏi và trải nghiệm. Đó thì cái niềm tin trong cái cách mà dự án làm hay cách mà chị Thảo làm, đó chính là mọi người phải hiểu về nó và phải trải nghiệm về nó, dành thời gian cho nó, thì sau đấy mọi người mới có thể là cảm thấy thân thuộc và cảm thấy yêu quý nó, và bắt đầu có cái trách nhiệm để có thể là truyền tải nó và giữ gìn nó. À, theo mình quan sát trong cái hành trình suốt 6 năm vừa qua thì một cái điều mình thấy thực sự là rất là tuyệt vời, đó là dự án luôn luôn có sự học hỏi, có sự va chạm, có sự tiếp xúc để liên tục thay đổi. Thì cái hình hài của dự án cách đây 6 năm lúc mà nhóm bắt đầu là vẽ ra cái mô hình nó rất khác với cả bây giờ, và nó là cái quá trình mà chị Thảo đã mang cái ý tưởng, mang cái dự án đi để mài giũa từ những cái cuộc thi cho đến là gặp gỡ rất nhiều những cái chuyên gia từ cả trong nước cũng như là ở nước ngoài, để hỏi về những cái cách làm, những cách thực hiện làm sao để có thể là đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với cả cái công chúng hiện đại. Cái điều mà mình ngưỡng mộ ở chị Thảo là chính là cái sức bền làm dự án trong suốt 6 năm vừa qua. Một cái dự án kiểu phi lợi nhuận, dự án cộng đồng thì chắc chắn là có nhiều khó khăn, rất nhiều khó khăn luôn, nhưng mà sau rất nhiều khó khăn thì chị Thảo vẫn có một cái sức bền và có một cái lửa, có một cái nhiệt để tiếp tục
thực hiện dự án. Chào 48 giờ. Tối chèo.